Tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công thương 6 tháng cuối năm 2022. Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, sau 6 tháng đầu năm, các chỉ tiêu kinh tế xã hội đều đạt và vượt mức đề ra, giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp tăng 8,48%, cao hơn so với mức tăng chung của toàn nền kinh tế vào cùng kỳ năm trước. Quy mô sản xuất công nghiệp tiếp tục được mở rộng với chỉ số công nghiệp IIP tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước. Thị trường trong nước tiếp tục ổn định, công tác quản lý nhà nước về công thương tiếp tục đạt được kết quả tích cực, các khung pháp lý quản lý và điều hành ngày càng đầy đủ và hoàn thiện. 6 tháng cuối năm 2022, ngành công thương sẽ tập trung điều hành theo các nhóm giải pháp. Các nhiệm vụ cần phải tập trung trong 6 tháng cuối năm. Một là bám sát các nghị quyết 01, 02 của chính phủ, đặc biệt là nghị quyết 11 của chính phủ về chương trình phục hồi kinh tế sau đại dịch. Nhiệm vụ thứ hai là ưu tiên và tập trung thật cao các nhiệm vụ giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân. Nhiệm vụ thứ ba là chú trọng thiết lập, củng cố và duy trì kỷ luật kỷ cương trong chỉ đạo điều hành, ý thức chấp hành trong từng đơn vị và trong toàn ngành, tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, phải nắm bắt và đánh giá đúng cái bối cảnh tình hình của thế giới, của khu vực nó có thể tác động đến chúng ta, để từ đó đề ra những cái giải pháp cho nó phù hợp.